Chào mọi người, video hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách chúng ta độ chế một chiếc mic rời cho điện thoại thông minh hiện nay. Cũng như là có thể nó sẽ là hầu hết như những cái điện thoại mà có chức năng thu âm hay là quay video rồi. Bởi vì thì nó sử dụng cái loại jack cắm tai nghe của chúng ta rất là thông dụng. Tại sao gọi nó là cái mic rời? Nó chính là cái mic mà nó không có dính với là cái bộ tai nghe ha, nó rườm rà như thế này đây. Không, tai nghe chúng ta rất là rườm rà. Nó chỉ là một cái mic độc vậy thôi. Và nó cũng sẽ cắm vào cái lỗ tai nghe của những chiếc điện thoại thông minh. Khi mà chúng ta sử dụng cái chiếc mic rời á, thì nó sẽ được một cái ưu điểm là nó sẽ gọn hơn rất là nhiều. Và chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng thao tác quay bằng một tay á, nó cũng sẽ dễ, và một cái điều nữa là nó sẽ bớt ồn và nó sẽ bớt giảm tiếng gió nữa. Chúng ta sẽ chế độ thêm những cái filter, air filter để cho nó lọc gió bớt. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái một cái jack tai nghe 3.5 ly nhưng mà nó có 4 tiếp xúc ha. Cái này không phải là cái loại 3 tiếp xúc nha, loại 4 tiếp xúc. Cái độ dài thì nó vẫn bằng cái loại 3 tiếp xúc. Lấy nét lại cho mọi người dễ thấy. Đây ha. Cái độ dài nó vẫn bằng cái loại 3 tiếp xúc nhưng mà ở thay vì cái rãnh cuối cùng này là nó chỉ có một tiếp xúc nhưng mà giờ nó xẻ thành hai cái tiếp xúc này. Không. Còn hai cái rãnh trên nó vẫn như vậy. Thì chúng ta sử dụng cái loại 4 tiếp xúc này tại vì nó có 4 cái tiếp điểm thì nó mới thêm một cái đầu mic cho chúng ta, còn những cái loại tai nghe mà chỉ có 3 tiếp xúc đó, thường là nó chỉ có tai nghe thôi. Đó, chỉ có thể nghe nhạc được thôi, không có thu âm được trên cái tai nghe đó. Và đây chúng ta sẽ nói về cái 4 tiếp điểm này nó khác gì. Thì ở ba cái tiếp điểm đầu tiên thì nó vẫn là những cái tiếp điểm dành cho tai nghe. Đây mọi người bỏ cái tiếp điểm rìa ha. Mình sẽ đếm như là cái tiếp điểm rìa là tiếp điểm số 1 thì chúng ta sẽ bỏ cái tiếp điểm sát cái chân đế của ta của cái jack này. Đó, sẽ là cái chân số 1. Chúng ta đếm chân số 2, chân số 3, chân số 4 là chân đầu ở trên ha. Thì từ cái chân số 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ có là chân mát, tai nghe phải, tai nghe trái hoặc là tai nghe trái, tai nghe phải gì đó. Cái điều này không quan trọng. Miễn là có đủ trái và phải là chúng ta nghe là biết hi-fi stereo rồi. Đây thì bây giờ thì cái từ chân số 2 là mình đã nói là chân mát, đúng chưa? Phải trái thì chúng ta bỏ, không quan tâm vấn đề phải trái nữa, chúng ta không sử dụng tai nghe mà chúng ta sử dụng mic thôi. Thì cái chân số 1 chúng ta là chân mic rồi thì chúng ta sẽ câu cái chân mát, chính là chân âm vào cái mic. Và cái chân mic này chính là chân dương của cái mic nha. Đó, chúng ta sẽ hàng hai sợi dây nối thẳng đây thì đây mình đã dò được hai cái chân, hai sợi dây ra rồi nè. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ tìm một cái mic nữa thôi. Tiếp theo là cái vấn đề cái mic của chúng ta. Thì để sử dụng cái mic ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái mic. Cái này cho các bạn có thể tìm thấy nó ở trong những cái máy radio cassette ngày xưa đó. Mấy cái radio ngày xưa cũ đó, tháo ra nó được những cái mic sợ cũng chất lượng hơn cái này nữa. Mà nó phải to như thế này. Tại vì cái mic to này á, thì cái màng của nó to và khi mà nó sẽ thu những cái rung động nó nhạy bén. Nói nếu mà nói nhạy bén thì nó cũng không chính xác. Tại vì nếu mà xét về cái độ bén á, thì có thể những cái mic nhỏ nó thâu tốt hơn cái mic này rất là nhiều. Tại mic này nó thiên về cái âm trung và cái âm trầm. Nên cái độ lớn á, thì có thể cái mic này nó tốt hơn á, nó sẽ thâu lớn hơn. Bởi vậy thì khi chúng ta sử dụng cái mic này thì khi mà chúng ta nó định hướng được nó tốt thì nó sẽ thu nghe âm thanh nó rõ ràng hơn. Đây mình đang sử dụng một chiếc mic chế. Không, mọi người thấy được cái mic chế không?
Đó, đó là cái mic mà mình sử dụng, mình thấy cải thiện cái độ âm thanh nó to hơn cái mic trong tai nghe rất là nhiều. Lúc trước mình sử dụng cái mic trong tai nghe thì nó bị vướng víu, thứ nhất là cái vướng víu, thứ hai nữa là nó thâu rất là nhỏ, bị mọi người phàn nàn nhiều quá nên mình phải chế. Bây giờ mình sẽ chế thêm một cái mic nữa để mọi người chia sẻ với mọi người, và mình cũng muốn chế một cái mic để cho nó có cái ưu điểm khác. Tại vì cái mic này của mình đang sử dụng là mic dây, nhưng bây giờ mình sẽ sử dụng một cái mic râu, để khi mình cắm vô đây thì nó sẽ chìa ra luôn, chìa thẳng đây luôn. Mình có thể định hướng được, trong lúc mình quay mình vẫn còn nói được. Nếu mình cầm một tay mình quay vẫn nói chuyện được bình thường. Còn cái này bắt buộc mình phải cầm thêm một tay nữa, bởi cái này là mic dây, thả ra là rớt nó. Bởi vậy mình sẽ chế một cái mic râu, và đây mình sẽ chúng ta sẽ thực hiện. Và đây cũng là cái cách độ chế mic cho các bạn. Có thể độ chế cho tất cả những dòng điện thoại iOS, Android, Nokia nói chung đó ha. Thì tìm được cái mic này rồi thì chúng ta sẽ kẹp thêm một cái tụ nữa. Cái tụ này nó có cái chức năng là để lọc nhiễu ha. Ví dụ như có những cái tần số sóng hay là radio hay là gì đó mà nó khá lớn thì nó sẽ bị cái tụ này nó lọc, để nó không có bị tiếng è è rè 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 gì đó. Đây mình sẽ sử dụng cái tụ là khoảng 102 thôi. Nếu các bạn sử dụng cái tụ lớn quá đó thì cái âm của cái tiếng nói chúng ta bị nó lọc hết luôn, nên nghe cái sẽ bị thiên về cái phần ồ ạt, tiếng trầm nó nhiều, nó làm cho tiếng của chúng ta nó bị ồ rất là nhiều. Thì các bạn đừng có sử dụng cái tụ lớn quá, hay sử dụng cái tụ nhỏ thôi để nó lọc nhiễu thôi. Đây mình sử dụng cái tụ 102, mình kẹp trực tiếp trên cái tụ đó. À, bây giờ mình chỉ cần mình dẫn vô hai cái đầu dây của cái rắc này nữa là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Giờ tiếp tục. Để tạo được cái độ cố định cho chiếc mic râu của chúng ta thì mình sẽ sử dụng một cái đoạn dây đồng. Này, cái này là dây đồng trong quấn máy biến thế rồi, mà loại to nha, để nó mềm vừa phải nhưng mà nó cũng cứng vừa phải. Không, đợi lúc mềm quá cũng không mà ngang được gì đâu ha, mà cứng quá cũng không mà ngang được nhiều đâu, vừa phải thôi ha. Đây, mà nó phải to nha, cái loại này là cái dây đồng to. Các bạn có thể tận dụng những cái dây nào mà các bạn có ha. Và cái sợi dây thứ hai, bởi vì cái mic ta có hai dây mà, sợi dây thứ hai chúng ta sử dụng một dây đồng, nó mềm hơn, nó nhỏ hơn. Tại vì cái phần cố định là cái sợi dây nó giữ rồi, cái này nó chỉ thêm thôi, cái dây này nó giúp ích thêm một chút xíu thôi. Và sợi dây này nó sẽ dài hơn cái dây thứ nhất, bởi vì sợi dây thứ hai này nó sẽ làm nhiệm vụ quấn quanh cái sợi dây thứ nhất. À, chúng ta sẽ sử dụng một cái vỏ cách điện, thêm một cái vỏ cách điện nữa để cho độ cách điện của hai sợi dây này nó tốt. Bằng cái ống coi nhiệt, mình sẽ bỏ cái ống coi nhiệt vô ha, trong cái dây này, và mình mới quấn cái sợi dây thứ hai lên cái dây này. Và chúng ta sẽ hàn lên hai cái chân này trước. Chúng ta sẽ dán keo để cho nó cố định cứng. Sau khi cố định cứng hai dây này rồi, chúng ta mới hàn lên trên cái mic của chúng ta. Đó. Công việc định hình của chúng ta là như vậy. Xong chúng ta sẽ hàn hoàn tất hết hai sợi dây này lên. Nhưng mình đã nói là sợi dây thứ hai sẽ quấn quanh sợi dây thứ nhất nha, cho nó bằng nhau đi, rồi chúng ta hàn lên cái mic này. Sau khi hàn xong á, là công việc tiếp theo là chúng ta làm cái air filter rất là đơn giản ha. Đây nó giống như trên cái mic này của mình đang sử dụng nè. Cái này các bạn tận dụng lại một cái đệm tai nghe ha. Đây mình sẽ lấy cho mọi người xem. Đây cái đệm tai nghe là cái này đây. Chúng ta hay nhét vào tai cái tai nghe để chúng ta đeo cho nó đỡ đau tai á. Các bạn có thể sử dụng cái màu nào mà các bạn hiện có, nhưng mà mình có rất là nhiều màu, màu đen, màu xanh, màu đỏ gì đó mình cũng có hết, nên mình có thể tận dụng được tối đa. Mình có thể sử dụng màu đen mà mình thích, nhìn cho cái mic của chúng ta nó chuyên nghiệp hơn. Nếu mà nhìn màu mè quá nó giống đồ chơi ha. Đó thì mình sẽ sử dụng cái lọc cái đệm tai nghe đó màu đen để chúng ta làm cái air filter, nó sẽ lọc gió rất là nhiều. Tại vì nếu không có cái đệm mà gió nó thổi vô, tuy bây giờ thổi nó vẫn vẫn nếu mà thổi mạnh chúng ta vẫn nghe, nhưng mà nó sẽ lọc được những cái âm khó chịu. Khó chịu nó không có mạnh đâu, khó chịu nó nằm ở cái tần số, cái mức độ nó vừa vừa,
nghe lè xè lọt sọt nó vậy, chứ nó khó chịu hơn là thà chúng ta thổi vô thì nó nghe nó không sao, không phải không sao mà dễ chịu. Rồi như vậy là chúng ta định hướng những bước chúng ta cần làm rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt tay vào làm. Đây, sau khi chúng ta hàn một cái đầu dây cho cái sắt 3.5 này, nó sẽ như thế này. Đó, đây là sợi dây đồng thứ nhất ha. Hàn vô dây mát nha, hàn vô cái dây mát chính là cái dây chân chân sắt số 2 á. À, chúng ta đã nói một là chân mít, hai là cái chân mát, đó chính là cái chân jack số 2 nè, 3, 4 không sử dụng đó. Và sau khi hàn xong cố định chắc ăn rồi đó, thì chúng ta sẽ xỏ cái ống co nhiệt vô. Đây mình sẽ nói sơ về cái ống co nhiệt nếu mà bạn nào chưa biết. Cái ống co nhiệt này á, nó là vật liệu linh hoạt thông minh, bởi vì chỉ cần chúng ta xỏ nó vào những cái vật mà chúng ta muốn bao quanh hay là muốn bảo vệ hay là muốn cắt điện gì đó, thì chúng ta xỏ vào, chúng ta sẽ chỉ cần cho nó tiếp xúc với nhiệt trực tiếp cũng khá là cao á, có thể dùng quạt hay là mỏ hàn gì cho chúng ta gác lên nó, thì nó sẽ làm cho cái ống này nó co lại, co đến cái mức độ giới hạn của nó thì nó sẽ chết ở cái mức độ đó luôn. Khi mà ống nó nguội rồi thì nó vẫn giữ nguyên cái trạng thái đó, nó sẽ linh hoạt cho chúng ta rất là nhiều trong công việc độ chế. Mình hay sử dụng cái ống này lắm. Đây, chúng ta sẽ xỏ sát luôn cái chân luôn, sát cái chân mít luôn. À, mọi người thấy chưa? Bây giờ chúng ta chỉ cần làm cho nó co lại thôi. Đây, khi mà chúng ta chỉ cần gác cái mặt hàng đến đâu thì cái ống nó sẽ co tới đó. Đây mình đã gác một nửa mà mình chừa lại một nửa để cho mọi người thấy không? Này chưa gác ha, còn cái này là chúng ta đã gác rồi nè, nó co lại, nó co sát luôn. Cái này là cái điểm hàn của chúng ta nên nó hơi phù lên. Tại sao cái ta sử dụng cái dây như đã nói những cái bài mà cuốn biến thế, cái dây này nó có lớp vẹt ni cách điện, mà tại sao mà chúng ta lại sử dụng cái này nữa? Bởi vì chúng ta độ chế theo cái phương châm ăn chắc mặc bền, mà lớp vẹt ni đó nó không ăn nhầm gì đâu. Cái dây cái mít này của chúng ta là cái đoạn này là có thể chúng ta bẻ tới bẻ lui được nữa, nên thời gian sử dụng nhiều có thể nó sẽ bơ vỡ cái lớp vẹt ni đó, và nó làm dẫn điện sẽ làm cho cái mít chúng ta nó hỏng đó, nên chúng ta phải lót thêm một cái lớp cái ống co nhiệt này. Vậy thì nó sẽ chắc ăn hơn. Rồi tiếp tục độ chế tiếp. Sau khi hàn cái sợi dây thứ nhất, chúng ta tiếp tục hàn sợi dây thứ hai ha. Đó thì nhỏ hơn ha, và cũng lòn một cái ống, đoạn ống co nhiệt, mà lần này chúng ta lòn đoạn ngắn thôi để nó vừa che cái tiếp xúc tiếp điểm hàn của chúng ta thôi, bởi vì nếu mà lòn dài thì nó cũng không có lợi ích gì, mà nó làm cho cái ống của chúng ta nó to hơn một phần, và nó cũng làm tốn thêm một đoạn ống co nhiệt dài nữa. Nghiên cứu về khoa học với kinh tế nha mọi người. Đó, chúng ta lòn vô như thế này, gác mỏ hàn lên nữa cho nó co lại. Rồi sau khi nó co lại rồi, chúng ta bắt đầu định hình bằng cách quấn nó xung quanh cái sợi dây thứ nhất ha. Rồi đến đây là chúng ta đã gần hoàn tất rồi mọi người. Đây. Đó, giờ chỉ cần chúng ta gắn cái mít vô nữa thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải cố định là cái đầu này lại cho nó chắc ăn. Mình sẽ cố định bằng keo AB ha. Cái loại keo mà hai thành phần á, chúng ta trộn nó ra bất kỳ cái tiệm bán vật liệu xây dựng hay là bán điện những đồ đó, đồ điện đồ đó, hỏi người ta. Còn nếu không ra tiệm sửa xe cũng có bán nữa. Keo AB, nói keo AB là người ta sẽ bán cho mọi người. Chúng ta trộn nó thành một cái dung dịch keo hồ nó đặc sệt sệt, chúng ta sẽ trét lên và chúng ta để một thời gian nó sẽ khô. Khi mà nó khô nó sẽ cứng lại luôn, nó đặc cứng luôn ở thể rắn chứ nó không còn ở thể lỏng như là hay là dẻo như là cái keo silicon của chúng ta. Bởi vậy mình sẽ dán cái phần đầu này bằng keo AB.
đổ cho nó hơi là lại xuống dưới đây luôn, cho nó cố định, nó bám chắc. Tại vì phần dưới này nó cố định, phần trên này chúng ta mới làm mềm thôi. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành đổ keo AB. Đây, sau khi chét keo AB nó sẽ như thế này được mọi người. À, giờ mình sẽ lấy, lúc nó còn mềm mình sẽ lấy một cái ống coi nhiệt to đắp ở ngoài cho che cho nó đẹp lại. Đây, cái đầu mít râu của chúng ta như thế này. Đó, nó ra xong rồi. À, công việc còn lại là gác lên chỗ nào đó chờ cho keo AB nó khô thôi. Keo AB này nó khô hơi lâu chút xíu, cũng phải của vài tiếng nó mới khô nổi. Chiều nào tin nhau đi khi con ngã xe tàn. À, tiếp tục thì chúng ta chỉ cần luồn cái ống, thêm một cái ống co để cho nó che phủ bên ngoài cho nó đẹp thôi. À, che phủ bên ngoài hai sợi dây đồng cho nó đẹp thôi. Sau bây giờ chúng ta tiến hành hàn cái mít vô. Đây, thành phẩm của chúng ta nó sẽ như thế này đây. Mình đã cho một cái lớp đệm để làm lọc gió ở dưới cái đế này, cũng đổ keo AB luôn cho nó chắc lại. Nhỏ gọn, cắm vô, chờ chút xíu nó khô chúng ta sẽ test thử. Rồi, bây giờ sản phẩm của chúng ta nó đã cứng rồi, giờ test thử ha, cắm vô điện thoại. Đây, uốn cong nó nè. À, cái này để chúng ta làm video, tự chúng ta quay, cầm máy cho chúng ta quay có thể nói được. Do trong quá trình quay mình cảm thấy nó bất tiện một số vấn đề nên mình thiết kế ra kiểu này để thuận tiện cho mình. Còn nếu bạn nào mà muốn phỏng vấn người khác hay là gì đó, là ghi âm gì đó, chỉ thẳng ra trước nghe không? Quá hay. Nhìn nó hơi tiếu tiếu nhưng mà nó cũng hàng độc mà do tự mình chế mà, đúng không mọi người? Đó, chưa? Giờ chúng ta thử ha. Đây, chúng ta đang bật cái tính năng quay video ha. Bây giờ thử ha. Alo alo, 1 2 3 4. Bây giờ mình sẽ tháo cái mic ra. Tắt và tháo cái mic ra để cho nó phát. Tại vì nếu chúng ta cắm cái mic á thì nó sẽ nhận lại cái tai nghe, nên nó sẽ đưa âm thanh ra cái tai nghe. Bởi vậy chúng ta phải tháo cái mic ra để chúng ta nghe cái loa ngoài. À, bây giờ chúng ta phát thử lại ha. À, đúng không? Nghe rất là rõ đúng không mọi người? Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. À, chúc các bạn chế tạo một chiếc mic rời để giải trí cũng được, hoặc là nếu bạn nào thích quay video gì đó thì nó cũng sẽ giúp ích rất là nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi.